Trước thềm lễ cưới, Diệu Nhi bất ngờ thông báo tin vui sau khi dự tiệc sinh nhật Ngọc Trinh. Diệu Nhi mới đây đã chia sẻ tin vui sau tiệc sinh nhật của Ngọc Trinh khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Diệu Nhi, anh Tú là một trong những cặp đôi được dân mạng quan tâm, đặc biệt là trước thềm lễ cưới sẽ diễn ra tại Phan Thiết vào ngày 10 tháng 10 tới. Chính vì vậy, mọi nhất cử nhất động của cặp đôi ở thời điểm này đều được dân tình chú ý. Mới đây sau khi dự tiệc sinh nhật của người bạn thân Ngọc Trinh, nữ diễn viên đã bất ngờ thông báo tin vui đến khán giả. Cụ thể trên trang cá nhân, Diệu Nhi viết: "Đâu có rẻ đi ăn sinh nhật nhẹ nhàng mà dinh quả nặng về đâu, nhìn là biết mình mắc cỡ dữ lắm." Theo đó, dù đi ăn tiệc sinh nhật, thế nhưng Diệu Nhi chính là khách mời may mắn dinh về giải thưởng khủng 50 triệu đồng. Loạt sắc thái như không tin vào mắt mình của bà xã anh Tú khiến netizen không nhịn được cười. Bên dưới bài viết, đông đảo dân mạng đã để lại những lời chúc mừng cho Diệu Nhi. Không những thế, nhan sắc của Diệu Nhi cũng nhận được mười lời khen từ dân mạng. "Chuẩn bị lên xe hoa mà nay còn nhận quà khủng cỡ này nữa, cho em xin với chị ạ." "Thời tới cản không kịp chị ơi." "Quả này cũng nhẹ mà chị ơi, không sao đâu chị, có gì em cầm hộ cho." "Không liên quan nhưng dáng chị Diệu Nhi chuẩn quá." "Chị Nhi giữ dáng đẹp quá, cho em xin bí kíp về ạ." Diệu Nhi, anh Tú công khai tình cảm vào năm 2015, gắn bó với nhau từ sân khấu kịch, các vai diễn trên phim lẫn ngoài đời thực. Thời gian đầu cặp đôi thoải mái xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên sau đó cả hai hạn chế đi cùng hoặc nói về nhau trên truyền thông mà thay vào đó tập trung cho con đường nghệ thuật. Trước đó hồi tháng 8 năm 2021, cộng đồng mạng được fan xôn xao khi trên một diễn đàn chuyên bàn tán về chuyện showbiz, chia sẻ thông tin một nữ diễn viên hài hạng A vừa hạ sinh con đầu lòng. Ngay sau đó, diễn viên Diệu Nhi đã được dân tình réo gọi, song vào thời điểm đó, cặp đôi chọn cách giữ im lặng mà không chia sẻ gì thêm.